Hãng thông tấn MOB của Iran dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Iran tham dự lễ tang của cố Tổng thống Ebrahim Raisi với những biện pháp an ninh nghiêm ngặt, trong đó có sự hộ tống của 4 máy bay chiến đấu Sukhoi-35. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống tạm quyền Iran Mohammad Mokhber và toàn thể người dân Iran trước sự ra đi của Tổng thống Ebrahim Raisi trong vụ rơi máy bay trực thăng ngày 19 tháng 5. Trong điện chia buồn, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi ông Raisi là một người bạn thực sự của Nga, một đối tác tin cậy, người đã đóng góp vô giá vào việc phát triển mối quan hệ song phương Nga-Iran. Theo thông báo chính thức từ Iran, lễ tang cố Tổng thống Ebrahim Raisi sẽ diễn ra tại thủ đô Tehran, các thành phố Tabriz, Qom, Bibian và Mashhad. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, thi hài của ông Raisi sẽ được chôn cất tại Thánh địa Hồi giáo Imam Reza ở thành phố Hamad, ở phía đông bắc của Iran vào tối ngày 23 tháng 5.